Em xin chào quý vị và các bạn. Tiếp theo đây là em lại khui hàng về nhé. Mấy hôm trước thì em cũng chỉ được có khoảng tầm mấy chục con thôi, thì về cũng bán cũng hết rồi, cũng không có. Nói chung là anh em cũng đến lấy rồi, thì mọi người cũng đặt hàng online. Đấy, thì lấy cũng không. Không, không 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 còn nữa. Thì hôm nay thì lại em lại về được khoảng tầm 30 máy nữa nhá. Hôm nay em lại về được 30 máy nữa. Đấy. Thì khoảng 30 gì đấy. Nhớ không nhầm, lại còn một ít ngoài kia nữa thì nó lẫn cả đồ âm thanh nữa thì em cũng chưa ấy vào. Đây là một số cái này thì là nó rõ rồi. Thì là em sẽ khui ra nhá. Đó. Nói chung là còn thêm khoảng tầm 5 7 kiện nữa đóng theo kiểu khác là em chưa 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 khui ra. Đấy, thì em sẽ khui những cái đống mà nhìn rõ ràng này rồi nhá. Ok nhá, thì bước đầu tiên thì em sẽ khui cái hai cái này trước nhá. Đó. Wow. Rồi. Em về đợt nào thì là gần như là hết đợt đấy luôn, cho nên là các bác ủng hộ em thì đâm ra là gần như là hàng về là có các bác trao đổi qua Zalo cho em luôn nhé. Mọi chi tiết thì quý vị trao đổi qua Zalo cho em là 0966594581 nhé, và số điện thoại cũng là số đấy luôn, 0966594581. Khui nó nhanh hơn bởi vì số lượng nó nhiều. Nay hôm khui ra khoảng 20 cái thôi, giờ hôm nay thì nó nhiều hơn thì chắc là nhanh hơn một chút xíu. Đóng rất cẩn thận nhé. Đóng rất cẩn thận. Chúng ta sẽ xem con gì nhé. Đây là một cái sạc. Một sạc này. Đây là một con ThinkPad nhé, ThinkPad L15 này. Đây là một con ThinkPad nhé, ThinkPad L15 đẹp không quý vị? Đó. Đẹp không? ThinkPad L15 đấy. Con này là i10 nhé, ThinkPad L15 i10 đó. Đó. Rất là đẹp.
Dòng máy Thinkpad thì quý vị biết rồi đấy, đây là một trong những dòng máy gọi là vô đối luôn về bàn phím. Và chất lượng của nó thì cũng thuộc dạng hàng đầu. Nếu so với Dell thì cũng chưa biết bên nào thắng bên nào thua. Đấy. Đây thì sẽ liên quan đến việc là quý vị nào thích Dell, quý vị nào thích ThinkPad. Đấy. Hai dòng này của nó đều là thuộc dòng hai dòng siêu sao. Trong đó L15 này thì của nó là chạy lên đến tận là Gen 10. Đó. Đây. Đây. Nó đã chạy đến tận Gen 10 rồi nhá. Gen 10 thì tức là nó là những dòng mới gần đây quý vị nhé. Gen 10 và Gen 11 là những dòng mới gần đây luôn. Đó. Ok. Em sẽ để luôn vào đây. Để lát nữa đỡ phải. Cái nào sau này cái nào của cái đó thì sẽ là đóng luôn, không phải tìm thùng nữa. Lúc tìm thùng nó sẽ rất là mệt. Vì cái này thì thực ra cái này thì quý vị cũng sẽ lấy luôn mà. Đó. Một con Dell 7490. Đó. Một con Dell 7490. Đó. Một con Dell 7490. Rất là ok. Bảy bốn chín mươi của nó màn 14. Đó. Bọn này cũng đều sản xuất khoảng năm 2018-19 hết nhé. À, rất ok. Con nào em cho vào con đấy luôn. Đó. À, các bác mai đấy là chỉ việc làm như thế này thì đóng thôi. Nhanh. Quá, rất nhanh. Biết nhé. Con nào đây mà nhìn trong đọc thông tin thấy thấy kinh khủng rồi. Hướng dẫn này. Có qua gì chăng? Úi giời. Quà tặng. Đây quý vị ơi. Đó. Siêu khủng long. Siêu khủng long. Pre Season 5 540.
Precision 5540 quý vị ạ. Precision 5540. Đây là một trong những dòng gọi là siêu đẹp. Đó. Siêu đẹp luôn. Siêu đẹp, siêu Đó. Dòng này thì thiết kế đồ họa thì ok luôn. Đó. Con này hiếm nhá quý vị nhá, con này giờ hiếm lắm. Dòng 5540 giờ hiếm lắm, giá cao lắm. Vâng. 5540 giờ cao lắm, giá rất cao luôn. Đây không biết vết bẩn hay gì, lau thử. Đó. Con này gọi là hàng rất hiếm. 5540 đó. Siêu mỏng, siêu hiếm. Nói chung là trước có nhiều nhưng bây giờ càng ngày càng ít đấy quý vị ạ. Vào mùa này nó ít lắm. Con này là Y7 Gen 9 nhá quý vị nhá. Y7 Gen 9. Y7 Gen 9 con này. Gen 9. Rất nhiều sạc về phục vụ cho các bác nhé. Đó. 2 này. 3 này, 4 này. 5 6 7 8 9 10. 10 bộ sạc nhé. 10 bộ sạc ok cho các bác này. Đó. Rất ok luôn. Đó. Một thùng à, rất hay. Ok. Tiếp nha. Siêu VIP. Một em siêu VIP nhá.
một em đeo siêu vip quý vị ơi. Ủa, cầm con này để xuống thật quý vị ạ. Cầm con này lên rất sướng nhá. Xem nó là con gì. Đó. Rồi mày dòng có i7 gen 8 nhá. Có i7 gen 8 đó. Đây. Dòng impression. Đó. À. Dòng impression. Con này bọn này đều sản xuất năm 2020, 2019, 2020 hết. À, dòng mà P83 Bill Smith Back. À. Ok. À. À. Ok chưa? Quá đẹp, con này chắc cảm ứng được viện. Con này màn cảm ứng rồi, khả năng màn cảm ứng rồi. Năng màn cảm ứng quý vị nhé. Sạc chân nhỏ. Tiếp nhá. Xem cái này nó về là cái gì nào. Em lấy toàn hàng gọi là hàng mức trung bình khá trở lên nhé quý vị nhé. Một số quý vị hỏi em là những cái mặt hàng nó khoảng tầm 3 triệu của bạn ấy, thực sự là khó kiếm, bởi vì những cái mặt hàng tầm đấy thì nó không biết là lấy về thì cái nhu cầu sử dụng có thể cũng có, nhưng mà những mặt hàng là nó sẽ không ổn đâu quý vị ạ. Vâng, đấy, em lại phải có từ nãy giờ có 4-5 cuộc điện thoại khách người ta hẹn qua để người ta lấy đồ đấy, cho nên là em lại khui nốt cái chỗ này xong rồi lại phải tiếp khách vì mọi người cũng đang chuẩn bị đến rồi đó. Đây, lại một con đeo nhá. Thì thôi rồi luôn. À, lại i7 7390 i7 đó. 7390 i7, dòng này đang hot đấy quý vị ạ. Dòng này đang hot nhé. Con này màn hình full HD, kiểu dáng đẹp 13.3 inch. Đó. Những cái dòng mà 7390 từ i5 cho đến i7 nó thường sẽ rơi vào khoảng tầm 5,5 triệu, 5,8 triệu, hoặc là rơi vào là hơn 6 triệu, 6,3 triệu, 6,5 triệu cho đến 7,7 triệu nhé quý vị nhé. Rất ok này. Em đọc mã để cho quý vị và cấu hình luôn nhé, thì để quý vị biết. Quý vị biết luôn. Dòng này thì thường là ổ SD của nó là 256 nhé quý vị nhé. Đó. Và RAM khoảng 16GB. Đó. RAM khoảng 16GB. Chắc em khui nốt kiện này. Không, em sẽ khui tiếp bởi vì
khách cũng vừa mới đến thì cũng đang chờ em đấy. Thì phun nốt kiện này xong rồi em sẽ lại quay tiếp nhé quý vị nhé. Hàng còn nhiều lắm mà, toàn hàng VIP thôi, nói chung là toàn hàng rất ok, phù hợp với các bác tầm tiền. Sạc đây ạ. Đây, lại tiếp con i7-7600 nhé. i7-7600 đẹp chưa quý vị? Đẹp chưa? Màn hình Full HD. Màn hình Full HD và RAM 16GB. Ổ SSD 256. Đó. Coi i7-7600. Quá chất luôn. Màn hình 13 inch doanh nhân. Máy đẹp mịn màng. Máy rất đẹp nhé. Gần chục cái thôi. Thì đây còn rất nhiều nữa nhá. Đấy thì chắc là em xin phép được kết thúc cái video tại đây. Thì để em vâng ra không có các bác đang chờ ngoài kia. Đấy thì mọi chi tiết về sản phẩm thì quý vị liên hệ với em theo số điện thoại là 0966594581, Zalo cũng là 0966594581. Địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Dạ vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.